Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Kora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Kora Shop 24 giờ luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất tại đất nước Hàn Quốc đem về tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm cao nấm đinh chi gold của Hàn Quốc. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Trong một hộp to như thế này thì sẽ có 5 hộp nhỏ, và mỗi một hộp nhỏ thì có một lọ như thế này các bạn nhé. Trọng lượng của lọ sẽ là 50g. Và như chúng ta cũng được biết rằng nấm linh chi là một loại thảo dược quý được trồng trên núi xứ Hàn. Trước kia ở từ điển Đông y của Hàn Quốc thì nấm linh chi có tác dụng bổ can chi, an thần, giải độc và tăng khí huyết. Và ngày nay theo với công nghệ khoa học hiện đại thì các nhà khoa học còn phát hiện ra trong nấm linh chi có rất nhiều các thành phần dưỡng chất khác có thể giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư, giúp bồi bổ cơ thể, và nó chính là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Bởi hiện nay thì tình hình sức khỏe cũng như là cái nguồn không khí và thực phẩm thì ngày càng tràn lan mà không có cách kiểm soát nào, dẫn đến là cơ thể chúng ta vô thức bị nhiễm độc mà không hề hay biết. Vậy thì mỗi một gia đình khi chúng ta có một lọ cao nấm linh chi trong nhà và chúng ta uống hàng ngày sẽ giúp cơ thể chúng ta khỏe lên rất là nhiều. Vậy thì nó sẽ khỏe lên nhờ cái gì? Thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của sản phẩm cao nấm linh chi gold hộp 5 lọ Hàn Quốc. Vâng, điều đầu tiên phải nói đến đấy là trong cao nấm linh chi gold Hàn Quốc có thành phần Genodroma, nó giúp cách thích sự hoạt động của hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta, nên giúp cơ thể chúng ta phục hồi một cách nhanh chóng, tăng cường hệ miễn dịch cũng như tăng cường sức đề kháng cho chúng ta, giúp cơ thể chúng ta chống lại được các tác nhân độc hại cũng như là mầm bệnh từ môi trường bên ngoài. Đặc biệt hơn nữa là theo Đông y thì nấm linh chi có vị đắng các bạn nhé, và nó có tính hàn nên là có tác dụng rất tốt trong việc thanh độc cũng như là giải nhiệt cơ thể. Ngoài ra, cứ với thành phần polysaccharide trong cao nấm linh chi gold Hàn Quốc thì nó giúp tăng cường cái việc giải độc trong cơ thể, nên là giúp chức năng gan của chúng ta tốt hơn, giải độc gan, làm mát gan và tăng cường chức năng gan cho chúng ta, đặc biệt là đối với những đấng mày râu ạ. Các anh thường xuyên phải bia rượu đúng không ạ, với những cái hợp đồng, với những cuộc đối tác, thì chúng ta vô thức là làm cho lá gan của chúng ta bị yếu đi do chúng ta phải nạp một cái lượng rượu bia rất lớn vào trong người. Vậy thì khi chúng ta uống cao nấm linh chi hàng ngày sẽ giúp cho lá gan của các anh khỏe hơn, sức khỏe của các anh tốt lên thì gia đình yên tâm, vợ con đều hạnh phúc đúng không ạ? Với chị em phụ nữ thì nhờ vào axit genodric ở trong cao nấm linh chi gold Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta trẻ hóa làn da và giúp cho chúng ta có một làn da mịn màng hơn. Nó chính là một thành phần chống lão hóa tự nhiên mà chúng ta không cần phải tốn chi phí cho phẫu thuật để căng bóng hay làm bất cứ một biện pháp thủ thuật nào cả, mà chúng ta chỉ cần uống một cốc cao nấm linh chi gold hàng ngày sẽ giúp cho chị em phụ nữ có một làn da sáng mịn, đẹp và căng bóng. Nó giảm các vết nám, tàn nhang cũng như là đồi mồi trên da của chúng ta. Ngoài hơn da nữa thì nó sẽ giúp chúng ta chống lão hóa tốt hơn, nên là sẽ hạn chế các nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt của chúng ta. Và đặc biệt trong cao nấm linh chi gold Hàn Quốc thì có hợp chất genodric, nó sẽ giúp làm giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch như các chứng như là cholesterol cao gây nên mỡ nhiễm máu, xơ vữa động mạch vành hay các bệnh lý về tim mạch khác sẽ rất nguy hiểm cho những người lớn tuổi. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cao nấm linh chi gold Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta giảm thiểu các nguy cơ đó. Và như Ngọc Hoa cũng vừa nói ở đầu video là các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong cao nấm linh chi gold Hàn Quốc thì có những thành phần để có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư. Vâng, đó chính là thành phần germanium và triterpene. Nó giúp làm giảm cũng như là làm chậm đi quá trình phát triển các tế bào ung thư ra các cơ quan trong cơ thể chúng ta, và nó hỗ trợ điều trị ung thư cho các bệnh nhân bị ung thư. Nhờ cơ chế giải độc cũng như là tăng cường chức năng gan, nên là nếu như ai mà đang xạ trị hóa trị thì khi chức năng gan của chúng ta tốt lên thì máu của chúng ta sẽ được giải độc tốt hơn, và các tạp chất hóa chất tồn dư ở trong người chúng ta sẽ được loại bỏ nhanh hơn, giúp người bệnh bị ung thư đỡ bị đau đớn hơn. Đấy là toàn bộ công dụng mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe. Vậy thì làm thế nào để sử dụng cao nấm linh chi gold Hàn Quốc một cách hiệu quả nhất thì sau đây hãy nghe Ngọc Hoa hướng dẫn sử dụng đối với các bạn nhé. Đây chính là sản phẩm hộp cao nấm linh chi gold Hàn Quốc của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy ở ngay giữa chính là tên của nhà sản xuất Putron. Hai bên sẽ là hai
cây nấm linh chi, và đây là sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Bác các bạn có thể quét mã QR ở đây nhé. Mặt đằng sau của nó thì các bạn thấy ở đây có mã vạch và một cái tem. Các bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phần của sản phẩm không có sugar, tức là không có đường, nên là những người mà bị tiểu đường hoàn toàn có thể uống được. Đây chính là cái ngày sản xuất cũng như là hạn sử dụng của sản phẩm. Hai bên đầu của sản phẩm đều có tem dán niêm phong các bạn nhé. Trong túi ni lông nhưng đều có tem dán niêm phong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc Hoa bóc cái sản phẩm này ra. Bên trong sẽ gồm có 5 lọ nhỏ như thế này, các bạn có thể nhìn thấy. Và một cái hộp nhỏ ở đây. Bóc hộp này ra nhé. Hộp này chính là thìa để chúng ta có thể múc cao linh chi. Chúng ta sẽ xem các lọ. Lọ thì nó cũng có tên nhà sản xuất này, các thành phần hướng dẫn, kèm theo đấy nữa là ở dưới này, thành phần của nó đây. Các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thông tin. Chúng ta sẽ cùng mở nắp hộp ra. Bên trong hộp các bạn sẽ nhìn thấy có một lớp để là chống sốc cho hộp để không bị vỡ. Lọ của chúng ta thì sẽ có nắp vàng và trông nó sẽ như thế này ạ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Mỗi một lần, một ngày thì chúng ta sẽ dùng 2 lần. Mỗi lần chúng ta có thể pha từ 2 đến 3 thìa cao nấm linh chi này. Bạn lấy thìa này để đong nhé. Và một cốc nước ấm chúng ta ngoáy đều lên, sau đó chúng ta uống. Nên uống trước khi ăn từ 15 đến 20 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau khi uống xong 15-20 phút sau thì các bạn nên ăn luôn. Và nếu như mà các bạn không thể uống được vị đắng thì các bạn có thể cho thêm một chút đường và mật ong. Ngọc Hoa khuyên là các bạn nên cho mật ong thì sẽ thơm hơn và sẽ tốt hơn cho cơ thể chúng ta. Uống kèm thì sẽ rất là tốt. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của sản phẩm cao nấm linh chi Gold Hàn Quốc, cũng như là cách hướng dẫn sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Với tiêu chí đó nên đã làm nên tên tuổi cũng như uy tín của Corasoft 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Với mục tiêu đó nên chúng tôi luôn luôn có những chính sách cam kết dành cho khách hàng. Nếu như bạn đang ở Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng. Và tại Corasoft 24 giờ thì luôn luôn có những chuyên viên tư vấn rất tận tâm tận tình, có thể tư vấn cho bạn 24/24. Bất cứ lúc nào bạn cần tìm hiểu về sản phẩm cao nấm linh chi Gold Hàn Quốc hay bất cứ một sản phẩm nào khác tại Hàn Quốc thì bạn đều có thể gọi điện cho chúng tôi, hoặc là bạn muốn chúng tôi tư vấn cho các bạn về chế độ dinh dưỡng phù hợp cho sức khỏe của các bạn, chúng tôi đều có thể tư vấn được cho bạn. Và đặc biệt nữa, tại Corasoft 24 giờ chúng tôi luôn luôn có cam kết trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm mà bạn nhận được như sản phẩm cao nấm linh chi Gold Hàn Quốc bạn nhận được không đúng với những gì video bạn xem, kể cả bạn dùng rồi nhé, bạn đều có thể hoàn trả hàng và không mất bất cứ phí vận chuyển nào, chúng tôi sẽ bồi thường tiền cho bạn ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại cho các bạn này, nếu như trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng mà bạn phát hiện ra hàng của bạn nhận không đúng với những gì bạn xem ở video thì bạn sẽ được bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức nhé các bạn nhé. Và làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu trong tay mình một sản phẩm rất là ý nghĩa cho sức khỏe của chính bản thân mình cũng như cho người thân trong gia đình mình, thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cách đơn giản sau. Cách thứ nhất, đấy là các bạn hãy gọi điện theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về sản phẩm cao nấm linh chi Gold Hàn Quốc, cũng như là về chế độ dinh dưỡng và cách tập luyện làm sao cho phù hợp với sức khỏe cũng như là bệnh tình của các bạn hiện nay. Cách thứ hai là các bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video, kích vào đường link, tại đó các bạn sẽ truy cập được ngay vào website Corasoft 24 giờ. Ở đó các bạn có thể đặt được mua hàng cách nhanh chóng. Cách thứ ba là các bạn hãy tới ngay siêu thị Hàn Quốc Corasoft 24 giờ tại Hà Nội.
bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà cũng như là quà tặng hấp dẫn đặc biệt dành cho bạn nếu như bạn qua trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Vâng, vậy là chỉ với 3 cách đơn giản vậy thôi là bạn đã sở hữu trong tay mình một sản phẩm rất là ý nghĩa cho sức khỏe của chính bản thân bạn cũng là người thân trong gia đình bạn, đó chính là sản phẩm cao nấm linh chi Gold Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm cao nấm linh chi Hàn Quốc, các bạn hãy ấn vào danh sách phát phía bên phải Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ phía dưới để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ.